Thưa quý khán thính giả, có một thực tế đó là trong mùa dịch Covid-19, khi mà nhiễm SARS-CoV-2 thì người cao tuổi sẽ dễ chuyển biến nặng, thậm chí là tử vong trên nền những bệnh lý mãn tính. Và chúng tôi xin được mời tiến sĩ bác sĩ Thân Hà Ngọc Thể nói rõ hơn về điều này ạ. Thì rất cảm ơn bác sĩ Chính đã cho chúng tôi nghe được cái số liệu của tình hình nhiễm COVID ở Sóc Trăng, COVID-19 ở Sóc Trăng, trong đó có cái tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi. Thì như bác sĩ Chính có nói thì mình thấy rằng là người cao tuổi người ta dễ mắc bị COVID-19 nhiều hơn những người trẻ. Và khi đã mắc bệnh rồi thì tỷ lệ tử vong của người ta cũng cao hơn. Theo thống kê, ví dụ như nếu mình so sánh giữa cái người mà dưới 30 tuổi thì cái người từ 65 đến 75 tuổi, cái tỷ lệ bệnh nặng, bệnh nhiễm COVID-19 nặng và phải phải nhập viện nó sẽ tăng gấp 5 lần so với cái người dưới 30 tuổi. Và nếu mình tăng số tuổi lên từ 75 cho tới 85 tuổi thì cái tỷ lệ này, tỷ lệ nhập viện nó sẽ tăng gấp 8. Và nếu từ 85 tuổi trở lên thì cái tỷ lệ này nó mới tăng gấp 13 lần luôn. Và người ta thấy rằng là về tỷ lệ tử vong á, thì cứ 10 người tử vong thì trong đó sẽ có 8 người là từ 65 tuổi trở lên. Và một cái chuyện nữa là cái bệnh đồng mắt như hồi nãy mình nói á, đa bệnh ở cái người cao tuổi, nó sẽ là một cái yếu tố nguy cơ để làm cho cái tỷ lệ mắc bệnh cũng như là cái tỷ lệ mà phải nhập viện và tử vong của người cao tuổi nó cũng tăng lên. Và người ta thấy rằng là ví dụ như nếu mà mình bị bệnh suyễn chẳng hạn thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ nhập viện do COVID-19 lên 1,5 lần. Và nếu mình bị đái tháo đường, mình bị tăng huyết áp hoặc là mình bị béo phì thì cái tỷ lệ nhập viện nó sẽ tăng gấp 3. Và nếu như mà mình bị những cái bệnh mà hai bệnh đồng mắc trở lên thì tỷ lệ nhập viện của nó sẽ tăng lên gấp 4,5 đến 5 lần. Thì cái cơ chế để mà giải thích vì sao mà người cao tuổi người ta dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 và dễ bị bệnh nặng, phải nhập viện hoặc là phải vô hồi sức, phải thở máy và dễ tử vong hơn là người trẻ. Đó là vì thứ nhất là cái hệ thống miễn dịch của người cao tuổi nó bị suy giảm, nó cũng bị lão hóa, và cái khả năng ngăn chặn cái con virus xâm nhập vô những cái cơ quan trọng yếu của cơ thể như là phổi, như là thận vân vân, nó sẽ bị giảm sút đi và nó dễ bị suy các cái cơ quan đó hơn là người bình thường. Những cái thứ hai nữa là người cao tuổi thì các cái bệnh đồng mắt này nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới các cái biến chứng của bệnh và nó cũng làm cho cái việc điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Nó cũng là một cái bệnh, các cái bệnh đồng mắt cũng như là cái sự lão hóa của cơ thể người cao tuổi nó sẽ làm cho khi đã xảy ra một cái biến chứng rồi thì nó sẽ dắt dây ra nhiều cái biến chứng khác, và chính cái điều đó nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị tử vong hơn. Ví dụ như mình nhiễm cái SARS-CoV-2 thôi, nhưng mà vì cái bệnh đồng mắt của mình, vì cái sự lão hóa của hệ thống miễn dịch của mình, suy giảm hệ thống miễn dịch của mình thì mình dễ bị bội nhiễm các cái con vi trùng gây ra nhiễm trùng bệnh viện. Và đôi khi là mình không phải tử vong vì cái SARS-CoV-2 đâu, mà mình tử vong vì cái bội nhiễm đó, vì cái nhiễm trùng đó. Nó sẽ gây ra suy hô hấp, nó sẽ gây ra sốc nhiễm trùng, nó gây ra suy thận. Thì đó là cái lý do để mình lý giải cái chuyện vì sao mà cái người cao tuổi người ta dễ bị nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng, dễ bị nhập viện, nhập hồi sức, dễ bị thở máy và dễ bị tử vong.